Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình, nơi chuyên cung cấp những chiếc xe siêu chất siêu lướt đã qua sử dụng. Ngày hôm nay là một ngày làm việc đầu tiên của một tuần mới, thì em Nam Vin xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị anh chị cũng như quý vị khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc một tuần làm việc mới thật nhiều năng lượng cũng như là gặp nhiều may mắn ạ. Em sẽ lên sóng và cập nhật cho quý vị anh chị tất cả những cái mẫu xe hiện tại mà sàn ô tô Mỹ Đình đang có sẵn ở đây. Và đến với chiếc xe đầu tiên thì em có chiếc Toyota Fortuner. Đây là chiếc xe phiên bản máy dầu một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2022. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi, màu trắng, nội thất nâu và lốp theo xe còn nguyên bản rất là dày. Đó, mọi người có thể thấy tổng thể của chiếc Fortuner này thì còn rất là đều và cứng cáp. Phần ngoại thất của chiếc xe này thì sơn zin còn rất là nhiều ạ. Đó. Chiếc xe này thì em đang để cho quý vị anh chị với một cái mức giá là đây, mọi người có thể vào trong để xem cái nội thất của chiếc Fortuner 2022 máy dầu một cầu số tự động này. Giá cho chiếc xe này sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 020 triệu quý vị anh chị nhé. 1 tỷ 020 triệu cho chiếc Toyota Fortuner 2022 máy dầu một cầu số tự động này. Đó. Chúng ta cùng đến với một cái mẫu xe crossover tiếp theo. Đây là chiếc Kia Seltos phiên bản 1.6 Premium, sản xuất và đăng ký 2022. Một chủ mua mới sử dụng từ đầu và xe lăn bánh được 29.000 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chiếc xe có một cái gam màu ngoại thất là màu cam rất là nổi bật và rực rỡ. Đó. Nội thất của chiếc xe này là màu kem nhé quý vị anh chị nhé. Seltos là một cái mẫu xe đô thị trong những năm gần đây được người dùng tin tưởng và lựa chọn rất là nhiều bởi cái kiểu dáng gầm cao cũng như là khoảng sáng gầm xe cao, rồi tầm quan sát của người lái, không gian nội thất cũng rất là thoáng. Đó. 29.000 km thôi. Chiếc xe thì còn rất là mới nhé quý vị anh chị nhé. Giá cho chiếc xe này sẽ là 665 triệu. 665 triệu cho chiếc Kia Seltos 2022 1.6 Premium này, màu cam rất là nổi bật. Ngay bên cạnh đây là một cái chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là chiếc Honda CR-V phiên bản G. Chiếc xe này sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2019. Xe mới chỉ lăn bánh có 4 vạn rưỡi km thôi. Đúng 4 vạn rưỡi km. Lốp theo xe là vẫn còn nguyên bản, lốp Michelin theo xe này. Đó. Màu đen, nội thất đen. Nhập khẩu thì chiếc xe nhập khẩu vẫn luôn được người dùng săn đón và tìm kiếm rất là nhiều ở trên thị trường. Thì em đang có sẵn một chiếc đây. Honda CR-V G 2019 nhập khẩu nguyên chiếc nhá, 4 vạn rưỡi km. Giá cho chiếc xe này là 768 triệu. Đúng 768 triệu. Nội thất của xe còn nguyên ghế da rất là căng. Nguyên sần luôn. Tất cả những cái chi tiết nhựa của xe thì vẫn còn rất là mới ạ. Xin quý vị anh chị đi vào phía trong này. Em giới thiệu tiếp những cái mẫu xe mà bên em đang có sẵn này. Một cái đuôi gió thể thao rất là ok này. Chiếc Mazda 3 phiên bản Sport Luxury 2022 mới chỉ lăn bánh đúng 1 vạn 2 km thôi. Xe rất là mới này. Màu trắng, nội thất đen. Đã lắp thêm một cái đuôi gió thể thao rất là đẹp và đúng phong cách thể thao của Mazda 3 Sport luôn. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh 12.000 km thôi nhá quý vị anh chị nhá. Xe thì em đã rút hồ sơ gốc rồi. Và chiếc xe này thì có giá là 625 triệu đồng ạ. Tiếp đến là một chiếc xe ngọc trinh nữa. Một chiếc Toyota Vios quốc dân, sản xuất và đăng ký 2022. Chiếc xe này của em thì lăn bánh được hơn 20.000 km. Màu trắng, nội thất kem và xe cũng còn rất là đều, rất là chất và mới. Thì chiếc xe này em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá là 520 triệu đồng ạ. Và có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng gặp em Nam Bi. Đến với một cái mẫu sedan hạng D, một chiếc xe cũng rất là lịch lãm, sang trọng và đẳng cấp. Đó chính là chiếc Toyota Camry 2.5Q. Chiếc xe này được đăng ký và sản xuất đầu năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là bản cao cấp nhất, bản 2.5Q nhé quý vị anh chị nhé. Xe màu trắng, nội thất kem và lăn bánh được 5 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Giá cho chiếc xe này sẽ là 945 triệu đồng ạ. Đó, 945 triệu đồng cho chiếc xe này. Loạt qua những chiếc xe mà em đã bán rồi này, Hyundai Accent này, ngày mai em sẽ giao xe này, Mazda 3
1.5 Premium thì xe vừa về đến cửa hàng thì em cũng đã nhận cọc của khách luôn rồi. Và ngày mai cũng là ngày bàn giao chiếc xe này. Xe chạy 3 vạn km. Chủ xe rất là dữ, biển số Hà Nội. Khi mà em lên sóng chiếc Lux A 2019 bản Bay này thì với tầm tài chính hơn 500 triệu thì cũng đã rất nhiều bác gọi điện cho em và muốn mua chiếc xe này. Nhưng mà xe thì em chỉ có duy nhất một chiếc. Xe mới chỉ lăn bánh có hơn 2 vạn thôi, đúng một chiếc này. Mà rất nhiều bác muốn mua nên là cái bác mà gọi cho em đầu tiên thì đã xuống tiền đặt cọc. Xong đó mới đến xem xe thì đã chốt luôn rồi ạ. Em đang hoàn tất cái thủ tục rút hồ sơ gốc để cho bác đó bấm biển mới. Và chiếc Kia K5 này thì 2023 siêu lướt 1.000 km này thì em cũng đã nhận cọc của khách hàng rồi. Và đang chờ hồ sơ để làm thủ tục sang tên bấm biển cho quý khách ạ. Đây, xong đây thì em về được một cái mẫu xe này. Chiếc xe Ford Everest. Chiếc xe này là sản xuất và đăng ký 2022. Bản máy dầu một cầu, bản Titanium, bản cao cấp. Chiếc xe này của em mới chỉ lăn bánh có 3 vạn km thôi. Và giá cho chiếc xe này là 1 tỷ 045 triệu đồng. Ford Everest 2.0 Turbo Titanium. Bản một cầu, máy dầu số động 2022. Đó, màu đen nhé, màu đen nội thất đen. Còn đây là chiếc Mazda CX-5 2.0 Premium 2020. Chiếc xe này thì khi mà em mua ở trong Sài Gòn ra thì em đã nhận cọc luôn của khách hàng rồi. Và hôm nay bên vận tải vừa mới trả xe ở đây thì em đã kiểm tra lại một loạt rồi. Sau đó thì đang cho spa lại để bàn giao cho khách. Đó. Phía sau đây thì em có một cái mẫu xe cũng vừa mới cập bến xong. Chiếc xe là Hyundai Santa Fe, phiên bản máy dầu, bản cao cấp nhất, 2.2 Premium. Chiếc xe này là sản xuất và đăng ký lần đầu 2021, nhưng là model mới 2022. Xe là màu đỏ bóc đô, nhưng mà chủ xe rất cá tính và rất thích cái watt này. Nó như kiểu là Spider-Man màu black ấy, màu đỏ tươi này, phối với màu đen này. Và có thêm một cái điểm nhấn ở nắp capo. Đó. Chiếc xe này của em mới chỉ lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Và giá cho chiếc xe này sẽ là 1 tỷ 145 triệu nhé. Hyundai Santa Fe, máy dầu cao cấp, sản xuất và đăng ký 2021, model 2022, 3 vạn rưỡi km, 1 tỷ 145 triệu. Đó. Chiếc xe này là em mới về xong và đang chờ để đi chụp ảnh và giao bán ạ. Tiếp đến thì em có một cái mẫu xe hatchback đô thị cũng khá là hay. Một chiếc Suzuki Swift 1.2 GLX. Sản xuất và đăng ký 2020. Chiếc xe này của em thì lăn bánh được 38.000 km, màu đỏ, nội thất đen. Và giá cho chiếc xe này sẽ là 460 triệu nha quý vị anh chị nha. Đó. Ngoài ra thì em đang về thêm hai chiếc Peugeot 3008, một chiếc màu trắng phiên bản Allure 2022, một chiếc màu đỏ phiên bản GT Line 2022. Đó. Và thêm một chiếc Toyota Raider màu đỏ 2021. Xe cũng chỉ lăn bánh có 2 vạn thôi. Và em về được một chiếc xe cũng siêu hot này, Kia Carens 2023 bản G IVT. Đó. Giá chỉ loanh quanh khoảng nhỉnh 600 triệu thôi. Bản G. Bản cũng là bản số tự động, bản đủ. Vừa rồi thì em Nam Bin đã giới thiệu tất cả những cái mẫu xe mà hiện tại đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Nếu như quý vị anh chị và các bác có nhu cầu thì hãy đến ngay địa chỉ 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe, lái thử cũng như là quyết định lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý. Bên em có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm cho tất cả các mặt hàng xe lướt của sàn ô tô Mỹ Đình. Và chất lượng của xe bán ra thì bên em luôn có cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không có phạt nguội. Em Nam Bin rất mong được sự ủng hộ của quý vị khách hàng trên khắp toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.